Ở trong khu này cô mắc ngay chỗ nào? Trong này cô đừng nói với tôi là cô mắc ngay chân chỗ tôi ngồi nha. Chào mừng cả nhà đến kênh YouTube Kablog nha cả nhà. Hiện tại giờ thì mình đang vô cái khu trường. Ghế bạn nè, ngủ ngay chứ. Cái này như bánh mình cũng làm trước thì còn chứng tỏ là không có ai vô đây. Dơi mà tao cái nhà hôm nay mình cũng lập cái bàn cúng như chăng chỗ này nữa. Lần trước thì mình lập bằng đó, nhưng mà đây mình lập ngay cái bàn ở chỗ cái chỗ mà mình thấy luôn cả nhà. Thì trước tiên mình cũng cúng.
Hôm nay tôi đến đây có lập một cái bàn cúng. Lần trước tôi cũng có lập bàn cúng, tôi nhìn thấy cô ngồi kế bên tôi, nhưng tôi không thấy cô. Hôm nay tôi quyết định đến đây một lần nữa và lập cái một bàn cúng như vậy. Nhưng như thật sự cô gái có một cái quan ức hay là một cái điều gì đó mà không thể nói được. Hôm nay tôi quyết định tôi ngồi ở đây, cũng mong là sẽ biết được điều gì từ cô. Tại lần trước tôi không thấy được cô có thể nào cho tôi thấy cô được hay không? Nếu như được thì tôi cũng có thể giúp được cô điều gì đó. Tôi sẽ ngồi ở đây đợi cho đến khi cô xuất hiện. Cũng mong cô đến đây hưởng nhang, bánh và nước của tôi cúng. Bây giờ là mình hiện tại bây giờ thì mình ngồi ngay cái chỗ cô gái cũng có cái ngồi đằng trước, thì mình xin phép cái nhà nha, mình sẽ giữ im lặng cho đến khi mà thật sự cô gái xuất hiện thì mình cũng có thể gặp được cô ấy, nếu như cô ấy cho mình thấy. Cô có linh thiêng, cô hiện ra cho cô gặp. Nếu như cô cần tôi giúp đỡ điều gì
có hiện ra nha. Cô cho tôi hỏi, cô có phải là cái cô gái hôm trước ngồi gần kế tôi đúng không? Cô là cô xuất hiện bất thình lình, tôi hết hồn. Cô ơi, cô cho tôi hỏi, tại sao mấy lần trước tôi đến đây cô đều hiện ra, nhưng mà tại sao không cho tôi thấy mà làm những cái hiện tượng như là tiếng động này kia, tôi làm tôi rất là sợ. Hôm nay tôi thấy cô rồi. Mình quên, nhưng nên họ đâu có nói chuyện được. Theo như lời giải tôi vừa nãy tôi cầu nguyện, cô có uất ức gì hoặc là cô cần tôi giúp điều gì thì cô sẽ hiện ra. Thì thật sự cô đã hiện ra rồi. Giờ cho tôi hỏi cô cái này nha. Cô có cần tôi giúp gì không? Cái này lạ ta. Cô không cần tôi giúp điều gì hết, tại sao cô hiện ra? Không nói gì hết, không có trả lời, không đắc đầu, không gật đầu. Cô có thể nói chuyện với tôi được không? Cô có thể nói chuyện được không? Không nói được. Cho tôi hỏi, cô ở đây đã bao nhiêu lâu rồi? Bây giờ tôi hỏi, tôi sẽ ra những cái số năm hoặc là cái số tháng, nếu như đúng chỗ nào thì cô gặp đầu chỗ nấy được không? Đúng không cô? Vậy cho tôi hỏi, cô ở đây được bao nhiêu tháng? 5 tháng? 1 năm? 2 năm? 3 năm? 4 năm? 5 năm? 6 năm? 7 năm? 8 năm? 9 năm? 10 năm? 10 năm hả cô? Cô ở đây 10 năm, tại sao cô không đi siêu thoát đi mà cô còn ở đây? Cô có luyến tiếc cái gì ở đây sao?
đúng như đúng lấy một cái vong linh mà có cái gì đó liên tuyết thì sẽ ở lại. Mà tại sao hỏi cô không liên tuyết gì hết hả? Tại sao cô không đi, không đi siêu thoát đi? Cô ở đây được 10 năm rồi. Thì tôi hỏi cô một cái như thế này nha. Ở đây cô ở đây 10 năm. Không liếm tuyết. Ở đây 10 năm mà không liếm tuyết. Ở đây 10 năm mà không liếm tuyết. Mình nói hỏi cái gì? Tôi hỏi cô nha, cái tuổi thọ của cô bao nhiêu, khi lúc mà còn sinh tiền là cô bao nhiêu tuổi, cô biết không? Và năm cô chết là cô bao nhiêu tuổi, cô nhớ không? Cô có nhớ cái năm mà cô mất cô bao nhiêu tuổi không? Kỳ vậy ta, không nhớ ta. Mất bao nhiêu tuổi cũng không nhớ. Mất cách nay 10 năm. Có lẽ cái dòng linh này chết qua em cái gì. Tôi hỏi cái lý do nè. Cô biết tại sao cô chết không? Cô bị bệnh chết. Hay là cô bị tai nạn chết? Tai nạn chết. Người ta hãm hại cô hay là do cô bị một cái tai nạn gì đó chứ? Tôi muốn hỏi lại, tại vì những vong linh mà chưa có siêu thoát và chết mà trường hợp mà không biết cái ngày mình chết, cái năm mình chết á, thường những cái vong linh chết quang thì tôi nghĩ là cô chết quang đúng không? Sao cái vong linh này hỏi nhức đầu quá. Cô biết lý do tại sao cô chết không? Cô biết cô bị tai nạn chết. À, cô bị tai nạn gì? Tôi ra những cái câu hỏi như thế này, nếu như chỗ nào đúng thì cô gật đầu nha. Cô bị tai nạn xe. Không phải. Cô bị mà những người bị bệnh thường thường là người ta đúng cái tuổi thọ bị mới bệnh chứ. Giờ cô hỏi là cô có phải bị bệnh không? Cô bị bệnh, cô
cô ấy ngày cô chết hay hay sao cô? Cũng không phải. Làm như mình rung quá, không biết nào nữa nè. Cô bị tai nạn trong trường này. Tôi hỏi cô ha, tại sao cái khu trường nó rộng lớn như thế này thì cũng có rất là nhiều khu. Tôi ở đây cũng rất là nhiều lần rồi, và ban ngày tôi cũng có đến thì tôi thấy cái khu này nó cũng rất là rộng, cũng nhiều chỗ lắm, mà mỗi lần tôi đến đây là thấy cô ở đây. Và cô nói là cô bị tai nạn chết ở trong cái khu trường này, thì cô có thể cho tôi biết là ở cái khu nào trong cái trường này hay không? Ví dụ như là ở bên trái không có một cái, ở bên phải bên bản không cô, khi đối diện vô ở bên trái của bên phải, sau lưng khu này, cô đừng nói cô mắc ở trong cái khu này nha. Cô mất trong cái khu như tôi ở đây đúng không? Đúng rồi cả nhà. Đúng rồi, mất ở đâu? Thì Nhiễm Linh sẽ ở đó cho đến khi mà được siêu thoát, hoặc là ở trong cái khu này cô mất ngay chỗ nào? Cô đừng nói với tôi là cô mắc ngay chân chỗ tôi ngồi nha. Trời ơi. Cô ơi, tôi không có biết cô ơi. Tôi ở đây tôi có làm gì lòng chạm gì tới cô hay không? Nếu như có, cô có giọng lòng tha thứ cho tôi. Trời ơi. Cái tấm nhỏ, đâu rồi? Nó hẹn gì? Tại sao cô chết ngay chỗ này? Ở đây thì theo mình đó. Bây giờ tôi hỏi cái lý do nha. Nếu như cô trúng một cái chỗ nào đó mà chính xác thì cô gật đầu nha. Cô bị ngã đúng không? Thì tôi nghĩ là trong đây là có thể là ngã thôi, chứ ở đây tôi thấy cũng đâu có đến nỗi mà phải mất mạng trong này. Hay là ai hại cô trong này? Giờ mà tôi hỏi nhanh quá, giờ tôi hỏi lại. Cô bị người ta hại chết. Như vậy là cô ngã. Cô bị té ngã đúng không? Có đúng là cô bị té ngã chết không? Không hiểu luôn. Cô nói cô chết ngay chỗ này, mà cô nói cô ngã chết cũng không phải, mà cô bị người ta hại chết cũng không phải. Có lý do gì ngồi ngay chỗ này chết trời? Hay là tại cô làm việc quá sức? Quên hỏi nữa, cô ở đây cô là một học sinh, hay là một giáo viên ở trong khu trường này? Tôi hỏi dán ra cho cô trả lời nè, cô là học sinh. Vậy là cô là giáo viên đúng không?
là giáo viên. Đúng rồi. Cô nói cô bị chết trong đây mà tôi hỏi là cô bị ngã cũng không phải, mà cô bị người ta hại cô cũng không phải. Cô cũng lắc đầu. Cái khi cô hiện ra, trước khi cô hiện ra thì tôi có xin là cô cần gì đó tôi giúp, thì cô hiện ra cho tôi thấy. Nhưng mà trong cái cuộc tôi nói chuyện với cô, tôi hỏi cô thì tôi không có nhận được một cái gì gọi là cô muốn giờ tôi giúp. Cô ở đây 10 năm, cô cảm thấy đói lạnh vậy không? Người nhà không cúng cho cô sao? Người nhà không cúng cô ăn sao? Người nhà không cúng. Từ nãy giờ tôi hỏi cô là cô không cần tôi giúp gì hết. Thì cô, tôi hỏi tới khúc này thì tôi thấy cô là cô nói cô đói lạnh. Vậy tôi có thể lâu lâu đến đây cúng cũng như là bánh, nước, nhang cho cô được không? Vì là tôi lâu lâu tôi đến đây tôi cúng chú không? Tôi thật sự tôi cũng khó không hiểu. Tôi không hiểu, tôi muốn hỏi nhiều như vậy không biết. Không biết có làm gì khó gì cô hay không. Thì tôi cũng muốn hỏi, muốn biết nhiều hơn chút xíu. Trước tôi đến, tôi vô ở trong bên trong kho, tôi thấy một cái bông linh màu ngự đang xì lì à. Tôi hỏi thiệt cô nha, cái đó là vong linh hay là quỷ? Vong linh thì cô, như đúng vong linh thì cô gật đầu, còn không đúng vong linh thì cô lắc đầu. Cô có cho tôi hỏi thêm về cái vong linh đen thì đầy đó hay không? Lần trước tôi đến thì thấy khuôn mặt thì trắng bệch, còn mắt thì thâm đen, nhưng con người thì đen xì luôn. Tôi hỏi tại sao cái vong linh đó thì cô nãy cô nói là không phải là một vong, mà không phải vong có nghĩa là quỷ.
cô ơi. Cô. Cô ơi. Cô. Sao tôi hỏi đây không có tiền trời. Cô ơi. Cô ơi. Cho tôi xin phép về. Tiêu rồi trời. Cô về đi cô. Giờ cái nhà này thì mình hỏi một hồi. Tới cái khi mình hỏi tới cái vong linh quỷ thì không có thấy trả lời gì cả nhà. Thôi mình đi về cả nhà, hẹn cái nhà quý lý tiếp theo nha cả nhà. Đằng sau mình sẽ cố gắng mình lại mình hỏi. Nếu như thật sự cô ấy xuất hiện một lần nữa nha cả nhà. Hẹn cái nhà quý lý tiếp theo nha.